Trải qua một thời gian dài phải đóng cửa do dịch COVID-19, sau nhiều thiệt hại do phải đóng cửa lâu, hoạt động tại khách sạn này đang dần hồi phục và đã sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch sắp tới. Thấp nhất là trong vòng cũng cỡ khoảng 2.000 người trở lên, trong vòng từ 30 tháng 4 đến 1 tháng 5. Có lần liên kết những khách sạn tương đương cùng đẳng cấp sau với mình, chẳng hạn như là những bên Mường Thanh nè, cũng có nè. Rồi bên Vinpearl cũng có, mình cũng đã liên kết sẵn rồi. Có những tình huống mà nó xảy ra, tình huống mà do overbook thì mình cũng đã liên kết những khách sạn đó để chuyển qua cùng đẳng cấp với nhau, để cho thứ nhất là để cho khách họ cảm thấy thoải mái và đồng thời mình cũng đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Không chỉ các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, quán ăn, hộ kinh doanh cũng đang dần mở cửa lại để đón khách. Ngoài việc đảm bảo phục vụ khách với tần suất lớn, các nhà hàng cũng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch cho khách du lịch. Tầm khách đông là 28 cho đến là mùng 5, là ngày lễ từ 28 đến mùng 5 thì hầu như là các cái nhà hàng, các khách sạn là kín phòng hết. Hè năm nay cực kỳ đông bởi vì số lượng khách đặt với những khách tour ấy, đặt thì vào ngày lễ cũng ngày thường là hầu như là kín lịch. Bởi nhiều đoàn mà giờ là kiểm phòng ra nữa, kể cả phòng dịch, kể cả an toàn thực phẩm, tất cả là nhà hàng đã làm đầy đủ. Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 đã chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, theo dự báo, phải đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, lượng khách du lịch mới thực sự bùng nổ bởi nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp nghỉ dài. Chính quyền địa phương đã có những phương án chỉ đạo cụ thể trong các trường hợp lượng khách quá tải. Để du khách về Cửa Lò 30 tháng 4 đảm bảo an toàn thì chúng tôi đã đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Thứ hai là chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đón khách. Thứ ba là xây dựng kế hoạch phòng chống dịch một cách tốt nhất, tổ chức tập huấn cho các nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp, các cái phương pháp, các cái biện pháp phòng chống dịch ngay tại các cơ sở lưu trú và các nhà hàng. Năm 2022, Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch dự kiến đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Với lợi thế của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại, nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, Cửa Lò thực sự sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.